Do là anh dùng thằng Visual Code đấy thì nó sẽ không tự yêu cái namespace ở đây này. Ở đây thì em dùng thằng PipeStorm thì nó sẽ auto phin cái namespace vào rồi, nên là đa phần là em không không để ý những cái phần đấy. Thì ở đây nhá, cái namespace ở đây là gì? Có nghĩa là bài hôm trước có tạo, mình sẽ có tạo một cái class là gen style map này đấy, thì nó có cái namespace là app và provider này đấy, anh nhìn thấy chưa? Để yêu được cái class này thì ở để sử dụng được thì ở trong cái controller, trong cái command này anh sẽ phải yêu này, app này, provider này và gen style map, tức là cái tên class đây. Ví dụ như dùng thằng paystorm ấy, nó sẽ suggest luôn, nó sẽ suggest luôn là có những cái gì đấy đấy. Hoặc là ví dụ như em tắt thằng này đi nhá, sau đó thì em đây. Đấy, nó sẽ tự động nó hiển thị được sang bên này luôn. Đó, nó sẽ auto nó phin. Thì ở trong cái product backend này của anh cũng cũng sẽ như thế, anh cũng sẽ yêu nó vào. Đây. Đấy, anh cũng yêu nó vào là được. Đấy. Đây tại nó đang có rồi, đây nó đang có rồi thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, chỉ cần yêu vậy là được thì nó sẽ tự động, nó sẽ không 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 báo lỗi như anh gặp phải.